chào quý vị khán giả, cảm ơn quý vị đã thức dậy sớm để đồng hành với chúng tôi vào khung giờ quen thuộc 6 giờ sáng hàng ngày trong chương trình Chào Ngày Mới. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của tuần này, chắc hẳn quý vị đã có những dự định cho riêng mình trong 2 ngày nghỉ cuối tuần. Hãy đồng hành với Chào Ngày Mới để có những thông tin về những địa điểm nghỉ dưỡng cuối tuần. Tôi là Hà Nhung trong chương trình Chào Ngày Mới. Thủ tướng Chính phủ vừa ký công điện số 1711 về bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và lễ hội Xuân 2021. Công điện nêu rõ, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho nhân dân vui đón dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và lễ hội Xuân 2021, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, các bộ ngành, các tổ chức chính trị xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh thành chỉ đạo phối hợp và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giải pháp như đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn và kiến thức phòng chống dịch COVID-19 khi tham gia giao thông cho người dân, chú trọng vận động nhân dân thực hiện đã uống rượu bia không lái xe, không phóng nhanh vượt ẩu, không chở quá số người quy định, đội mũ bảo hiểm, đạt chuẩn khi đi mô tô xe máy, xe đạp điện, thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn phòng dịch COVID-19 cho lực lượng thực thi nhiệm vụ và người dân, nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và lễ hội Xuân 2021. Giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Sơn La có doanh số cho vay trên 5.675,4 tỷ đồng, với 183.972 lượt khách hàng được vay vốn. Doanh số thu nợ trên 3.556,8 tỷ đồng, tổng dư nợ ước đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 là 4.721,8 tỷ đồng. Bình quân mỗi hộ được vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội là 35,2 triệu đồng. Nguồn vốn ưu đãi giải ngân kịp thời, đúng đối tượng, góp phần rất lớn trong công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Từ năm 2016 đến nay, nguồn vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ trên 183.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn, trên 44.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo, giảm bớt khó khăn cho 353 hộ gia đình được vay vốn để trang trải chi phí học tập cho con em đi học tại các trường, thu hút và tạo việc làm thường xuyên cho trên 12.000 lao động, xây dựng trên 7.000 căn nhà cho hộ nghèo, đối tượng chính sách, trên 24.000 lượt hộ mới thoát nghèo, cận nghèo được vay vốn thêm một chu kỳ sản xuất kinh doanh. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3% mỗi năm, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, bộ mặt nông thôn miền núi có nhiều chuyển biến tích cực. Phát triển chuỗi giá trị rau Việt Gáp Vân Hồ do phụ nữ làm chủ là một trong những tiểu dự án điểm của dự án GREAT do chính phủ tài trợ tại tỉnh Sơn La với mục tiêu tăng thu nhập và tạo việc làm cho phụ nữ Vân Hồ, nâng cao năng lực mở rộng hoạt động kinh doanh rau theo tiêu chuẩn Việt Gáp của hợp tác xã do nữ làm chủ. Hiệu quả của dự án cũng đã góp phần nâng cao khả năng ra quyết định và thực hiện quyết định về kinh tế cho phụ nữ. Sau hơn một năm triển khai đã có 95 hộ nông dân tham gia dự án với vai trò là thành viên hợp tác xã. Diện tích rau sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp đã tăng lên từ 10 đến 25 hecta. Diện tích đất chuyển đổi thành công từ trồng lúa sang trồng rau đạt trên 15 hecta. Sản lượng rau do hợp tác xã sản xuất đã tăng thêm 400 đến 500 tấn trên năm và duy trì doanh thu cho hợp tác xã từ 4 đến 5 tỷ đồng trên năm. Các giải pháp thí điểm về phát triển chuỗi giá trị rau Việt Gáp, tổ chức sản xuất theo tổ hợp tác xã, hỗ trợ phát triển các dịch vụ sản xuất kinh doanh rau, cũng như hỗ trợ xây dựng vùng nguyên liệu chuyên canh cho trồng rau đang cho kết quả tích cực, làm cơ sở để chính quyền địa phương nhân rộng mô hình trên diện rộng trong thời gian tới. Các dự án hỗ trợ ngành rau do GREAT hỗ trợ cũng góp phần chuyển đổi nhanh diện tích sản xuất lúa ngô hiệu quả thấp sang trồng rau trên địa bàn huyện Vân Hồ. Những năm qua, công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng bền vững, toàn diện cả về kinh tế xã hội và môi trường. Tỷ lệ độ che phủ rừng toàn tỉnh tăng từ 42,4% năm 2016 lên 44,5% năm 2019, ước đạt 45,5% năm 2020. Quản lý bảo vệ hơn 634.540 ha rừng hiện có. Công tác phát triển vốn rừng được Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo theo chủ trương định hướng phát triển của tỉnh là ưu tiên phát triển cây ăn quả trên đất dốc, cây lâm nghiệp đa mục tiêu, cây lâm sản ngoài gỗ có lợi thế, giá trị kinh tế cao, có tiềm năng phát triển là khâu đột phá trong việc khai thác sử dụng có hiệu quả đất lâm nghiệp chưa có rừng và nâng cao độ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh. Qua đó vừa tăng độ che phủ rừng, vừa nâng cao chất lượng giá trị kinh tế của rừng, tạo sản phẩm hàng hóa và việc làm, tăng thu nhập cho người làm nghề rừng, phát huy và khai thác tiềm năng lợi thế về đất rừng.
Tính chung 5 năm giai đoạn 2016-2020, diện tích khoanh nuôi tái sinh phục hồi rừng được cân đối vốn của toàn tỉnh là gần 85.990 ha. Trồng rừng tập trung đạt hơn 10.970 ha, trồng cây phân tán được 2.365.000 cây. Những năm gần đây, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Sơn La đã triển khai và áp dụng nhiều kỹ thuật mới hiện đại vào khám chữa bệnh. Nhờ đó, người dân khi khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế cũng được tiếp cận các dịch vụ y tế kỹ thuật tiên tiến, giảm chi phí điều trị. Hiện nay, toàn tỉnh Sơn La có trên 1,2 triệu người có thẻ bảo hiểm y tế, tương đương với 96% dân số. Tỉnh Sơn La có hệ thống 8 bệnh viện và chuyên khoa tuyến tỉnh, 11 bệnh viện đa khoa tuyến huyện và 1 phòng khám đa khoa khu vực với tổng số 3.700 giường bệnh. Những năm gần đây, năng lực cung ứng dịch vụ y tế của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Sơn La đã được cải thiện đáng kể. Nhiều kỹ thuật cao tiên tiến được triển khai hiệu quả, giúp kịp thời cứu sống nhiều bệnh nhân nặng, nguy kịch, giảm tải cho tuyến trung ương. Ngành y tế Sơn La đã thực hiện hiệu quả đề án bệnh viện vệ tinh, triển khai thực hiện tốt các gói kỹ thuật đã được chuyển giao từ các bệnh viện hữu nghị Việt Đức, bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Tim Hà Nội, bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Ngoài ra, tận dụng sự hỗ trợ khám chữa bệnh từ xa của tuyến trên giúp nâng cao năng lực khám chữa bệnh của hệ thống y tế cơ sở, giúp người dân nói chung, người dân có thẻ bảo hiểm y tế nói riêng được hưởng dịch vụ chất lượng cao tuyến trung ương ngay tại cơ sở. Tính đến tháng 11 năm 2020, tỉnh Sơn La có 96 di tích được đưa vào danh mục, trong đó có 63 di tích được xếp hạng, bao gồm 1 di tích quốc gia đặc biệt, 16 di tích quốc gia, 46 di tích cấp tỉnh, có 28 trên 63 di tích được tu bổ tôn tạo. Một số di tích đang được bảo tồn và khai thác hiệu quả, hàng năm thu hút được hàng nghìn lượt người tham quan học tập, góp phần vào việc giáo dục truyền thống, ý thức phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Một số di tích đã tạo được nguồn thu từ bán vé tham quan, đã đầu tư trở lại cho di tích, góp phần bảo tồn, chống xuống cấp các di tích. Thông qua nhiều chương trình dự án liên quan đến công tác bảo tồn mà các di sản đã thoát khỏi nguy cơ bị mai một. Công tác tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò của di sản văn hóa cũng đã được tiến hành thường xuyên và liên tục, hướng tới nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ di sản văn hóa, để di sản văn hóa luôn được gìn giữ và tạo ra những giá trị mới. Bên cạnh nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, tỉnh cũng chủ động huy động các nguồn lực ngoài ngân sách để phục vụ cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích, trở thành những sản phẩm du lịch văn hóa đặc thù, gắn kết với tuyến du lịch văn hóa du lịch về cội nguồn, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin tức của chương trình sáng nay, bây giờ sẽ là câu chuyện ngày mới. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới tại huyện Mường La, luôn được Hội Nông dân huyện xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát huy tinh thần năng động sáng tạo trong lao động sản xuất của hội viên nông dân, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Xác định phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên là nhiệm vụ trọng tâm, từ đó góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau, xóa đói giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới đã được Hội Nông dân huyện Mường La phát động đến 100% cơ sở hội. Trọng tâm là tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, về vai trò của nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo giúp nhau làm giàu, thì Hội Nông dân đã triển khai đến các chi hội, đến hội viên nông dân về phát triển kinh tế như là cải tạo vườn tạp, rồi là hướng dẫn cho bà con là cách chăm sóc để chuyển đổi cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao, mở các lớp tập huấn cho bà con. Bản thân với vai trò là chủ tịch Hội Nông dân, tôi cũng tiên phong gương máu đi đầu trong cái phát triển cải tạo vườn tạp, và hiện tại gia đình tôi đã triển khai thực hiện thành công cái mô hình ghép cải tạo vườn tạp, rồi để cũng là cái tuyên truyền để cho bà con học hỏi theo. Không chỉ tích cực đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, hội viên nông dân huyện Mường La còn rất năng động trong việc tìm hướng phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Nhiều hội viên nông dân với sự đam mê sáng tạo đã vận dụng những kiến thức từ sách vở và cả thực tiễn để cải tiến máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất sinh hoạt. Trong đó, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được trao giải tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Sơn La. Trong thời gian tới, tôi sẽ cố gắng phát triển không ngừng nghỉ và cũng mong muốn các đơn vị biết đến sản phẩm và thu mua cho tôi để tôi giúp nhiều người có công ăn việc làm tại địa phương.
Đời sống kinh tế phát triển là điểm tựa quan trọng để tiếp tục huy động nguồn lực trong dân, chung tay xây dựng nông thôn mới với tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm. 5 năm qua, hội viên nông dân toàn huyện đã đóng góp 36,7 tỷ đồng, gần 130.000 ngày công, hiến hơn 48.140 m2 đất xây dựng hạ tầng nông thôn, tham gia đào đắp gần 3.000 m3 đất đá, tu sửa mương phai, thủy lợi, đập, cầu cống, xóa được 7 nhà tạm cho hội viên nông dân. Phát huy những kết quả đạt được, Hội nông dân huyện Mường La xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Thời gian tới, Hội nông dân huyện tiếp tục thực hiện triển khai tốt nghị quyết Đại hội đại biểu Hội nông dân các cấp về chính sách tam nông, tuyên truyền thực hiện tốt liên kết bốn nhà, phối hợp với các ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng nông nghiệp tạo mọi điều kiện hội viên vay vốn phát triển sản xuất theo hướng Việt Gáp, tiếp tục áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phấn đấu hàng năm đạt 53% số hộ đăng ký đạt tiêu chuẩn sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi gắn với xây dựng nông thôn mới tại huyện Mường La đã phát huy được tinh thần năng động sáng tạo trong lao động sản xuất của hội viên nông dân, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, đồng thời chung tay cùng cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả mục tiêu xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân. Khép lại nội dung câu chuyện ngày mới tại đây, chúng ta cùng đến với góc cuộc sống. Thưa quý vị, Sơn La đẹp cả bốn mùa xuân hạ thu đông, nhưng thơ mộng nhất bao giờ cũng là khoảng thời gian từ cuối tháng 11 đến giữa tháng 12 khi những thảm hoa dã quỳ vàng rực rỡ lên thu hút du khách đến đây. Vào mùa này, những khu vực như đèo Pha Đin, đường đèo Sơn La và đầu đường đèo Mộc Châu trên các đồi núi của cao nguyên Mộc Châu đều tràn ngập sắc vàng của dã quỳ. Và điều thú vị nhất chính là chạy xe máy khắp các cung đường để ngắm loài hoa dại rực rỡ này. Góc cuộc sống cuối chương trình, mời quý vị cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa dã quỳ vàng trên những cung đường của Sơn La. Ngày cuối tuần tới đây, trong tiết trời se lạnh của ngày đông, quý vị hãy cùng với bạn bè và gia đình mình đến các địa điểm như đèo Pha Đin, thung lũng hoa Sơn La, cung đường đèo Sơn La hay là đến với cao nguyên Mộc Châu để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa dã quỳ cũng như vẻ đẹp thiên nhiên Sơn La để cùng có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và ý nghĩa. Tới đây, chương trình Chào Ngày Mới sáng nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Chúc quý vị có một ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.